Hôm nay mình sẽ quay cho bạn mẫu đèn hậu siêu út kinh LED. Cái này nó sẽ có hai biến thể và bốn màu, thì tổng cộng chúng ta sẽ có bốn kiểu, hoặc không, hai biến thể và hai kiểu xi nhan, thì tổng cộng chúng ta có bốn kiểu đó. Nhưng mà nó y chang hết trơn, chỉ khác nhau cái là mình sẽ quay cho bạn là nhiều clip nha, mỗi clip là một kiểu khác nhau để các bạn xem không bị rối ha. Thì một hộp khi các bạn mua, các bạn sẽ có như thế nào? Các bạn sẽ có một cái đầu đèn như thế này à, một tấm hướng dẫn sử dụng, có khi là hai tấm ha. À, một cục chớp để bạn thay của xi nhan zin luôn đấy, một tấm phiếu bảo hành, nhưng mà mình không xài tới tại vì mình bảo hành điện tử. Mấy bạn mua thì sẽ có ngày tháng năm, mấy bạn mua khi bạn mua trên hệ thống của mình á, trên web á, thì bạn sẽ có hệ thống ngày tháng năm bạn mua, thì mình sẽ dựa vào đó để mình quyết định xem là cái thời gian bảo hành của bạn là bao lâu ha. Tại dựa theo ngày mua thì mình đã biết là bạn mua đơn hàng khi nào, thì bảo hành điện tử mà khỏi giữ tờ giấy mất công ha. Còn đây là cái đèn hậu xi nhan, cái đèn xi nhan và đèn pha được tích hợp chung à, thấy không? Đây là cái mẫu màu màu đen và có cái mẫu y chang như vậy, nhưng ở trong nó trắng tươi ha. À, mình sẽ bỏ cái phần hai cái đi này qua một bên. Và đầu tiên các bạn phải nhìn hướng dẫn sử dụng trước nha. Đây, đây là hướng dẫn sử dụng. Thì chúng ta cần phải thay cục chớp xi nhan zin. Thì chớp xi nhan thì mình đã có tặng kèm bạn rồi ha. Rồi, dây màu sọc trắng nó đều mi đấu với dây lửa sao khóa. Dây màu cam và dây màu xanh thì đấu với dây xi nhan. Đó. Rồi sử dụng điện bình, có nghĩa là điện của đèn đề mi chúng ta phải sử dụng điện bình. Còn các bạn đấu sai kỹ thuật, không đúng với cái tự nhận sử dụng của mình mà bị cháy cái đèn pha của bạn thì sẽ không được bảo hành nha. Rồi, đằng sau của cái đèn các bạn có thể xem hoàn toàn là chốt gắn như zin. À, cái đèn này đằng sau có chân H4. À, đây là chân H4 các bạn. Cái chân này thì sẽ gắn y chang như cái chu zin trên đèn xe của bạn luôn, cứ vậy mà chui vô mà xài khỏi phải suy nghĩ. Còn đây là bốn cọng dây của dây đề mi và dây xi nhan. À, ở đây sẽ có hai cái lỗ này, để hai lỗ này là hai lỗ thoát hơi nóng các bạn. À, và mặt trước đây chúng ta có led hai tầng, tầng trên và tầng dưới, và led xi nhan ở đây. À, mình sẽ bật lên cho các bạn xem, các bạn dễ hiểu ha. Đây là đèn đề mi, bạn có thể thấy được rõ không? Đây, đây là đèn đề mi bên trái bên phải. Thì mình có dạng màu cam và màu tím, màu hồng. À, thì mình sẽ thử cho các bạn trước cái đèn này là đèn màu cam nè. Và khi bạn xi nhan, à, đèn xi nhan thì sẽ cái hướng chạy như vậy, bạn thấy không? Đấy, khi bạn xi nhan bên nào thì đèn sẽ chạy với nó. Mẫu đề mi này khi bạn thay, muốn có được hiệu ứng này, các bạn phải thay cục chớp nha. Các bạn thay cục chớp. Còn xi nhan phải đây. Đó, xi nhan phải để mình thử cho bạn xem luôn. À, xin trái chứ. Đó, thấy chưa, rất là đẹp nha. Còn test độ sáng á, thì một xíu nữa mình sẽ quay cái góc khác để các bạn xem độ sáng nó được cụ thể và chi tiết hơn ha. Còn gom nhưng không bị cháy các bạn. Còn mấy mẫu đèn khác thì nó sẽ bị cháy, nó bị loe ra các tia nhỏ nhỏ. Còn đèn nó mặt cắt rất là gom ngay chỗ đằng trước mình luôn. Thì bạn mình lấy cái tiêu điểm của cái máy dầu vỏ của mình nằm đây đúng không, kim bật pha nè. À, đó, pha nè, cốt nè. À, hay cốt nó nằm ngang đúng không, pha nó sẽ có cao hơn, ở giữa nó sẽ sáng hơn đúng không nè, nhìn kỹ nha, cốt nè. À, nó mặt cắt ngang rõ ràng đúng không. À, pha nè, đấy, đây là test ánh sáng của đèn nha. Để review và đánh giá một cái đèn, chúng ta chỉ cần có hai yếu tố đơn giản các bạn. Một là ngoại hình, hai là ánh sáng ha. Còn lắp đặt thì cái chuyện lắp đặt đèn này là sẽ là lắp cho đầu đèn zin của Siwood Sunker và Siwood 50. Có nghĩa là tất cả những bạn nào đang chạy đầu đèn zin ha, thì chúng ta chỉ cần mua về tháo ra lắp vào. À, tháo ra lắp vào là xong. Ánh sáng và mẫu đèn đề mi mình đã quay cho các bạn rồi ha. Và kiểu dáng thì mình có bốn kiểu, thì ở trên trang web của mình thì cũng có đăng cả đủ hình ảnh của bốn kiểu khi đèn sáng và đèn tắt ha, và hình ảnh cụ thể. Các bạn xem video á, thì mình chỉ quay cho bạn một mẫu, hiện tại chúng ta chỉ xem một mẫu thôi, thì xem nhiều mẫu các bạn sẽ bị rối ha. Và nó y chang như hết, chỉ khác nhau mỗi cái ha.
là cái nền bên trong, thì cái này là nền đen và một cái nền trắng. Thứ hai nữa là màu đèn xi nhan, như cái này màu xi nhan vàng, còn cái kia sẽ là nền xi nhan tím. Thì mấy bạn thích cái nào thì bạn chọn cái đó ha. Còn tất cả hệ thống ánh sáng, đèn đuốc và kết cấu thì như nhau hết ha. Rồi, hôm nay mình đã quay xong cho bạn xem về mẫu đèn kinh LED. Cái đèn này chỉ có, quên nữa, cái này đèn này mấy bạn biết giá của đèn Z-Bass không? Cái đèn này chỉ bằng phân nửa tiền cái đèn Z-Bass thôi, nhưng mà kiểu dáng và chất lượng rất là tuyệt vời như vậy ha. Các bạn có thể nên xem xét so sánh ha. Rồi mình sẽ làm thêm một clip video nữa về việc so sánh giữa cái đèn này với đèn Z-Bass thì nào sáng hơn nha. Ok.